Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay á thì mình chia sẻ một món chè cực kỳ ngon luôn, kết hợp với nước cốt dừa và bột bán dai dai mềm mềm dẻo thơm béo ngậy. Bây giờ á thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món chè ngon này nha. Đầu tiên á thì mình có lá dứa tươi, các bạn rửa sạch rồi cái á, mình sắc cho nó nhỏ nhỏ, cho hết vào trong cối thì mình xay khoảng một nắm á. Lọc lại thì mình sẽ lấy cái phần nước cốt, còn cái phần xác này á các bạn vắt cho nó khô ha. Rồi cái mình bỏ cái phần xác này thì thu được cái màu lá dứa đẹp. Bên đây á là mình có 250g bột nếp ha. 50g bột bán thì mình ngâm nước trước cho nó nở sơn cái. Cái phần nước lá dứa này thì mình dùng 300ml ha. Nếu mà lá dứa già thì nó sẽ có cái màu đậm và đẹp. Tiếp theo là mình có một chén nước cốt dừa nè. Bên đây là gần chén đường 200g. Dừa sợi sắc nhỏ nhỏ, các bạn dùng dừa non thôi. Một chút muối nữa cho nó đậm đà. Và bây giờ cái phần bột bán các bạn sẽ cho trở lại cái chén nè. Mình sẽ thêm vào đây 100ml nước lá dứa để mình ngâm cái phần bột bán cho nó có màu đẹp và nó thơm. Trộn sơn cái ha, rồi để qua bên đi, mình còn chừa lại 200ml á. Bột nếp mình sẽ cho vào đây một muỗng canh. Mình trộn đều lên để cho cái hỗn hợp bột của mình nó tan mịn. Rồi mình cho tiếp cái phần nước lá dứa còn lại vô đây ha. Trộn cho nó thật đều á, tại mình chia ra hai lần để cho bột á nó đều nhanh. Rồi bắt lên trên bếp, các bạn sẽ khuấy với lửa dừa thôi cho nó sệt. Bắt đầu á nó sệt rồi nè. Đây là cái bước mà mình lấy trùng cái phần bột nếp cho nó đừng có bị chảy. Nó sẽ sệt và nó trong veo lại vậy là được nè. Và giữ được cái màu lá dứa đẹp nữa. Để cho hết cái phần bột nếp còn lại vô trong cái thau. Các bạn sẽ lấy cái phần bột nếp của lá dứa nè, mình cho trực tiếp vô luôn nha. Trong lúc này nó còn nóng á, các bạn cứ cho vô hết luôn. Để mình cho cái phần bột nếp của mình nó không có bị chảy. Rồi trộn đều lên. Làm vậy thì mình thấy giữ được cái màu lá dứa đẹp nè. Thay vì các bạn phải đi nấu nước lá dứa cho nó sôi nóng lên thì nó sẽ bị mất cái màu đẹp. Tại vì lá dứa mà nấu sôi lên nó là nó sẽ lợn cợn liền luôn á. Mình sẽ dùng tay các bạn nhồi bột ha. Bột này á, nếu mà bột hơi mới á, thì nó sẽ hơi mềm nhão. Các bạn cũng có thể cho thêm chút bột khô. Ở đây á, thì mình sẽ cho thêm chút nước cốt dừa vô ha, cho nó bóng mềm. Nếu mà nó có khô á, thì các bạn cho chút nước lá dứa hoặc là nước cốt dừa vậy nè. Còn có hơi nhão á, thì mình cứ cho chút xíu bột nếp khô nữa. Mình nhồi đều lên cho nó dẻo mịn. Vậy là được rồi, cái khối bột của mình nó dẻo mịn. Mình sẽ vo viên từng cái viên nhỏ nhỏ. Mình làm cái viên ỉ nha. Ở bên kia là mình phủ một chút xíu bột khô, cũng là bột nếp luôn. Để cho những cái viên này nó đừng có bị dính vào nhau đó. Các bạn cứ vo tròn rồi cái mình thả qua bên. Làm qua một đợt gì đó, cái mình lăn lăn cho nó. Đừng có cho nó dính. Để không thôi á, là nó sẽ bị dính lại với nhau á, một chút nữa ra tạo hình nó không có đẹp đâu. Nó sẽ bị méo, nó không có tròn trịa. Mình làm sơ qua một lần thì các bạn lắc lắc cái dĩa vậy nè. Hoặc là cho thêm chút xíu bột nữa để cho nó phủ đều hết những cái viên ỉ. Làm á, một chút cái bắt đầu mình phủ bột. Với một chút các bạn phủ bột. Còn á, không làm theo cái kiểu như vậy thì á, các bạn cứ bắt nước sôi lên rồi cái mình vừa vo thì mình vừa thả vô luộc luôn. Vậy thì cái viên chè của mình nó cũng tròn đều, khỏi cần phải phủ thêm bột áo. Mình làm sơ qua một lần thì bây giờ mình đi luộc ha. Nước phải sôi, các bạn hãy thả những cái viên này vô luộc, chứ không thôi là nó sẽ bị tan ra. Mình để nhẹ một cái, vẫn để ở lửa lớn nha, cho nước nó sôi á. Khuấy đều vậy nè, sẽ giúp cho những cái viên ỉ nó tròn. Mình cứ để yên và mình luộc nha. Quay qua bên đây á, thì mình sẽ đi chắc cái phần bột bán đã ngâm với nước lá dứa nè.
để cho nó ráo nước. Khi mà mình thấy những cái viên ỉ của mình nó nổi đều lên trên mặt hết vậy nè là nó chín rồi đó. Đó, các bạn nhìn thấy tròn trịa xinh quá ha. Cái màu lá dứa nhìn cũng tươi nữa. Mình sẽ thả cái phần bột bán vô luôn. Mình thấy á, mình xay lá dứa ra mà nó lá dứa già là cái màu nó tươi vậy nè. Còn các bạn làm á, cái lá dứa mà nó non quá là cái màu nó không có đậm đâu, nó sẽ hơi nhạt. Mình sẽ nấu cho nó sôi lên, xong rồi cái mình lấy dừa sợi mình cho vô luôn ha. Bột bán á, thì mình ngâm trước á, cho nó nổi trước á, thì mình thấy nấu nó cũng nhanh. Khi mà cái viên ỉ á, nó chín nó nổi lên trên mặt á, thì các bạn hãy cho bột bán vô. Lúc này thì mình thấy nó sẽ hơi đặc một chút. Rồi bây giờ á, thì mình sẽ cho nước cốt dừa vô ha. Tại nước cốt dừa để giữ được cái độ béo á, thì các bạn phải cho vô sau, nó mới ngon. Cũng khuấy đều lên. Nếu mà thích chè của mình nó lỏng hơn thì các bạn có thể thêm nước cốt dừa nhiều hoặc là mình thêm chút xíu nước lọc nữa. Cuối cùng á là nêm đường vô nè. Cho những cái nguyên liệu này nó chín thì các bạn hãy nêm đường. Làm vậy á, thì á, cái bột bán của mình nó sẽ không có bị sượng, nó sẽ nhanh chín hơn. Đó, nhìn hấp dẫn quá ha. Rồi bây giờ mình tắt bếp được rồi. Chè để cho nó nguội á, thì nó sẽ sệt lại. Còn còn nóng á, thì mình thấy nó sẽ hơi lỏng hơn. Nhìn vậy là nó ngon nè, nó vừa ăn luôn á. Mình làm cho có bột bán nhiều á, nên là nhìn thấy chè hấp dẫn. Những cái viên bột bán á, nó trong trong nè ha, kết hợp thêm dừa sợi nữa. Màu lá dứa tự nhiên á, thì khi nấu ra nó sẽ không có được đẹp bằng cái màu thực phẩm. Cái màu á, thì mình thấy nó xanh nhưng mà nó sẽ hơi có nghiêng về cái vàng vàng ha. Nếu các bạn thích đẹp hơn á, thì mình pha thêm chút xíu màu thực phẩm nữa thì nó sẽ đẹp. Chè của mình béo ngậy luôn. Sệt sệt, béo thơm và rất là ngon luôn nha. Chỉ cần một nếp thôi mà ai cũng sẽ có được cái món chè ngon để thưởng thức. Bây giờ thì mình mời các bạn cùng thưởng thức cái món chè cùng với mình ha. Dẻo dẻo, mềm mềm, béo thơm nè. Mình cho đường cũng đậm đà nên ăn cũng ngon lắm. Chè này á, thì mình ăn trong ngày là ngon nhất ha. Qua ngày hôm sau thì nó sẽ hơi mềm một chút. Bây giờ á, thì mình chúc các bạn á, ai ai cũng có được món chè ngon để thưởng thức. Đừng quên đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.